Thưa quý vị, các đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, nhất là những công việc tồn động do nghỉ Tết. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp tổ chức vào chiều nay 27 tháng 1 của Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Sau khi nghe các bộ ngành báo cáo về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá việc tổ chức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ bảo đảm Tết sum vầy, vui tươi, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thủ tướng ghi nhận biểu dương các cơ quan địa phương, các cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh 24 trên 24 giờ. Cán bộ, người lao động trực làm việc trong dịp Tết. Một số cái việc lớn thì tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công này, bộ ngành đầu tư công chí chủ trì cho rồi ba cái chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị là chủ trì phân bổ rồi tất cả các thứ rà soát lại triển khai cái trung tâm dữ liệu quốc gia bộ công an đang rất tích cực đây đồng chí tô lâm đang rất tích cực được và hà nội thì họ cũng đã cung cấp đất đai rồi rồi vấn đề nữa là rà soát lại cái việc tăng thu ngoài cái để tiền lương ra thì tập trung cho cái giải quyết tiền lương một số vấn đề mà chúng ta cấp bách cần phải có cái dự trữ thì xem xét lại thêm rồi tập trung tăng cho an ninh quốc phòng rồi tăng cho cái hạ tầng về hạ tầng giao thông và hạ tầng y tế giáo dục văn hóa Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ như ra soát lại nguồn tăng thu để tập trung cho tăng lương, dự trữ quốc gia, an ninh quốc phòng, hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, đồng thời tăng cường ra soát thao gỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế, quy định để khơi thông các nguồn lực, trong đó giảm khâu trung gian, giảm thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thủ tướng nhấn mạnh thêm cần truyền thông mạnh mẽ hơn nữa về những điển hình tấm gương tốt như những người công nhân làm việc xuyên tết trên công trường hình ảnh lực lượng vũ trang phục vụ nhân dân phản ánh khí thế gia quân sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm mới đồng thời đấu tranh mạnh mẽ hơn với các luận điệu xuyên tạc thù địch và chống phá thủ tướng lưu ý cần có hình thức khen thưởng phù hợp với các lực lượng cơ quan cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhất là các lực lượng ứng trực phục vụ cho nhân dân đón tết